Nhà anh Thắng Hằng 500 này, nhà Hoa Nam 500 này, nhà chị Thủy X 2 triệu rưỡi này. Đây là nhà Thủy X nhìn thấy đi chơi cho 2 triệu rưỡi rồi đấy. Nhà Duyên Luyện 200 này, nhà Hiên Lưu 200 này. Còn nhà nào nữa nhỉ? À, trên trên. Còn nhà bà Thúy trăm bạc Hả? rẻ rách nhỉ. Thế tổng cộng bao nhiêu rồi trợ lý? Tổng là được 7 triệu. Với lại được thêm một cân xoài bà chàng mấy biếu. Ồ, giờ đi đi chơi người ốm gãy tay cân xoài nữa. Trưởng thôn có tí chức mà ngã gãy tay, bao nhiêu người người ta đến biếu qua các. Đấy, cho nên là trợ lý nhé, phải phấn đấu lên, nay mai lên làm trưởng thôn còn có tí rau tí bún. Số của em nó hẩm hiu, mà bao giờ trưởng thôn đã về hưu để em còn được lên chức. Hả? Cứ từ từ phấn đấu đi, kiên trì là mẹ của thành công, các cụ bảo thế. Em chào anh trưởng thôn. Có cả anh trợ lý ở đây à? Không dám, mời ông ngồi. Ông Vinh nhá, theo như nhân chứng ở hiện trường vụ tai nạn ấy là con của ông phóng nhanh vượt ẩu đâm vào trưởng thôn gãy tay này. Đấy, ông Vinh đấy à? Ai lại đâm con người ta gãy tay đau như này không? Dạ tôi cũng thành thật xin lỗi ông trưởng thôn ạ. Xin lỗi mà xong à? Đấy là chúng tôi còn lẽ tình làng nghĩa xóm, chúng tôi xử lý bằng tình cảm đấy. Không thì chúng tôi đưa con ông vào khoản hai từ 7 đến rằm, ông cứ được thần hồn đấy. Dạ cũng chính vì như vậy nên là tôi mang cho ông ít quà để ông bồi dưỡng, với cả tôi có ít tiền để ông lo chi phí thuốc men, mong ông nhận cho ạ. Mà ông Tích nhá, tôi đau lắm ấy nhưng mà tôi vẫn phải nói với ông như này. Tôi đi dàn xếp rất nhiều vụ tai nạn giao thông rồi, mà hung thủ thì người ta đến người ta mang cả hoa quả nhập khẩu đến người ta làm quà biếu, rồi là phong bì người ta mấy chục triệu mà bị hại người ta còn không nhận kia kìa. Đau lắm. Gần đây thái độ của ông rất là lồi loãn ấy, còn nhiều cái tôi chưa muốn nói đâu. Gớm, anh trợ lý tính nóng như mùa đông Bắc Cực ấy. Anh hạ hỏa xuống. Thôi được rồi nhá, ông Tích nhá. Cái việc tai nạn giao thông ấy thì không ai mong muốn nhá. Đấy cũng vì cái tình làng nghĩa xóm thì thôi tôi cũng chả úp mở gì cả. Như này cho nó vuông này. Hả? Chi phí thuốc men gãy tay của tôi này, với lại tổn thất tinh thần mong manh dễ vỡ của tôi cứ lấy ông là 10 triệu nhé. Trong cái phong bì này của ông là bao nhiêu? Thần hồn của ông cứ liều liệu đấy. Hả? Khoản hai đấy. Dạ, thưa hai cán bộ, phong bì của em đúng 10 triệu đấy ạ. Không đau này. Đủ 10 triệu trưởng thôn ạ. Thôi được rồi, trợ lý cứ để phong bì kia, mình đâu phải hám tiền đâu. Ông Đích đợi tôi tí nhé. Alo, bà nó đấy à? Ừ, bà mua cho tôi một con vịt nhé, để tôi về tôi om sấu, với lại mua tôi 4 cái chân giò nhé, 4 cái chân giò để về tôi hầm thuốc bắc. Tiền hôm nay bà không phải nghĩ, bà cứ mua đi, thế nhá.
Dạ nếu thế mong ông nhận quà và cả tiền, rồi ông viết hộ tôi cái giấy là hai bên đã tự thỏa thuận, không kiện tụng gì nhau nữa. Thôi được rồi, ông cứ ngồi uống nước đi nhá. Sau tôi sẽ viết cho ông cái giấy là hai bên đã tự thỏa thuận và tôi cũng chả muốn kiện tụng gì nữa nhá. Trợ lý rót cho ông Tích, ông mời ông uống nước của tôi cái. Đây, mời ông uống nước. Dạ tôi cảm ơn. Ui à, đau lắm trợ lý. Trợ lý đỡ đỡ tôi để tôi viết ông Tích cái giấy. Hả? Vẫn đau lắm. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Đeo này ngứa lắm nên trợ lý. Ông trưởng thôn, tôi tưởng tay ông gãy cơ mà. Ui dạ, đau. Ông định lừa bịp tôi à? Ông có muốn tôi kiện ông về cái tội ăn vạ không? Cả anh trợ lý này nữa. Ông có muốn tôi bóc phốt ông trên mạng xã hội để cho bà con biết được cái bộ mặt thật của ông không? Hả? Ui, đau quá trợ lý. Đau đầu cái con khỉ. Ông lại còn muốn giết nữa. Tôi cảnh cáo ông nhá, lần sau ông cấm được làm như thế biết chưa? Tí thì mất 10 triệu. Ông cứ liều liệu cái thần hồn đấy. Miếng ăn đến mồm thì lại rơi.